như tỉnh thưởng đó. Dạ. Một lần. Dạ. Nhưng mà không có lương hướng gì hết. Còn cái hội đồng mà cao cấp hơn đó thì hội đồng quản hạt. Quản hạt cao hơn hội đồng tỉnh. Cao hơn à. Dạ. Với ông Tạ Thu Thâu rồi đó hay không? Dạ. Ông Nguyễn An Ninh rồi đó. Dạ. Là cái hội đồng nó đi đi hội với toàn quyền. À cái đó là chắc hội hội thành phố cấp cấp thành toàn quyền đó. Dạ. Cái hội đồng quản hạt nó kêu công sai dê. Không sai dê. Cô Lô Nhan. Còn cái hội đồng quản hạt á cũng như ông Tâm Như Thới vậy đó. Công sai dê Phổ Quay San. Hội đồng hàng tỉnh. Provencian. Còn thầy ba biết cái gốc tích của ông Nguyễn Vĩnh Phú biết chứ. Như thế nào thầy ba nói nghe. Ông Nguyễn Vĩnh Phú đó thì vậy nè, cái cao hơn rồi tôi không biết. Dạ. Thì ông cái ông già ông Nguyễn Vĩnh Phú là ông Nguyễn Vĩnh Tới. Nguyễn Vĩnh Tới mà hồi có hai có hai cái họ Nguyễn mà gần với ông Nguyễn Vĩnh Phú. Nguyễn Tấn Tới hay Nguyễn Vĩnh Tới? Nguyễn Vĩnh Tới với Đỗ Thị Thơ. Đó là Vĩnh không à, Vĩnh không à. Ôi sao lại ông có trong cung gia phả để Nguyễn Tấn Tới với Đỗ Thị Thơ, vợ là Đỗ Thị Thơ. Không biết sao, sao cái gì ở ngoài là Nguyễn Vĩnh không? À. Bởi vì Nguyễn Vĩnh Tới rồi Nguyễn Vĩnh Tài, Nguyễn Vĩnh Hữu, Vĩnh Thế. Nguyễn Vĩnh Thế. Nguyễn Tấn Hữu nghe. Mà sao có Nguyễn Tấn Hữu nữa chứ không phải Nguyễn Vĩnh Hữu. Cậu năm là Nguyễn Tấn Hữu, không biết sao lạ lùng vậy. Chắc mấy ông nó cãi à. Còn ở phía bên à. Phía bên cô hai mà vợ thầy giáo Thọ ra, thầy Nguyễn Nguyễn Bộ Hà. Dạ. Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Quang Thanh rồi đó. Và Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Quang Thanh. Vậy đó, Nguyễn Quang. Còn cái nhà Hoài An Phú á, thầy ba biết không? Biết cái nhà Hoài Đình An Phú không? Biết chứ. Lúc đó thầy ba mấy tuổi rồi, biết cái đó. Hồi đó biết ông Hoài, lúc đó thầy ba mấy tuổi? Tôi rồi 16, 17 tuổi rồi. Dạ. Cái nhà của ông thầy trai Nguyễn Phú, tuy là nhà trọ nhưng mà nó rộng luôn cả mẫu đất. Dạ. Bây giờ hình như còn cái nền nhà của ấy. Cái nhà đó là do mấy người Tây là mới bị đốt. Dạ. Nó thấy rộng quá, nhậu cái làng Phú là không có cái nhà nào mà như vậy hết á. Năm mấy? Vì đốt năm mấy? Năm 47. Năm 47. Nó ra, nó đi xanh quanh, nó coi á. Dạ. Thì tối đêm giải phóng đó. Dạ. Nó coi đem một bít, nó làm cái đồ. Dạ. Đó. Tối đấy. Việt Minh, lúc đó là Việt Minh. Việt Minh. Mấy ông đốt rồi, nó còn đông nữa. Đồng lý gì? Sạch bách luôn. Rồi đâu có cắt lại nữa, để gì không, luôn không cắt lại từ nữa. Năm 47 bị cháy tới giờ luôn. Bị cháy rồi, rồi ngoại tạm cư hết. Dạ. Họ Nguyễn Vĩnh, Nguyễn Quang Hà về tạm cư vô chợ dòng hết. Dạ. Ở trong này có nói rõ cái nguồn gốc cái họ Nguyễn đó, thì khởi thủy là có ba ông Nguyễn Trường Phát, rồi Nguyễn Trường gì cũng không rõ tên, rồi ông Nguyễn Trường Vi, ba ông này là từ ngoài Trung vô Nam, thì thầy ba là nằm ở trong cái cánh nào? Ba ông đó hả? Dạ. Ba ông đó bây giờ không còn, gia đình không còn ở đây nữa. Dạ. Bởi vì trong ba ông đó thì nó thuộc về ông Thất Chính rồi. Dạ. Ông Thứ Chính tức là ông Chính Trượng. Dạ. Nguyễn Tấn Trượng. Nguyễn Tấn Trượng. Có hàng con bác sĩ. Nguyễn Tấn Trượng nè, có thứ nhất là con là Nguyễn Tấn Trà. Người thứ hai thì không biết. Người thứ ba là Nguyễn Thị Ngọc, mất ở Pháp. Người thứ tư là Nguyễn Thị Thạch, người thứ năm không biết, người Nguyễn thứ sáu là Nguyễn Thị Ngà. Nguyễn Thị Ngà hồi xưa đó làm thư ký ở trường đại thư ký thì em biết. Rồi ông bác sĩ Nguyễn Tấn Lung ở bên Pháp.
Đó, đó là con của ông Nguyễn Tấn Trượng. Bỏ sót anh hai ông bác sĩ nữa. Ủa vậy hả? Còn ông này gì nào nữa? Cái ông bác sĩ mà lớn là anh hai á. Dạ. Thì Nguyễn Tấn Cứ. Nguyễn Tấn Cứ, đúng rồi. Bác sĩ Nguyễn Tấn Cứ. Rồi ai nữa? Còn ai nữa? Ông Nguyễn Tấn Lung có rồi đó. Ông Nguyễn Tấn Lung là cái ông bác sĩ thứ ba. Còn mấy ông thứ hai tôi quên rồi. Mà ông Nguyễn Tấn Lung á, ông không có đi đâu hết á, ông làm mở phòng mạch ở dưới chợ cũ Sài Gòn à. Có cái phòng mạch Nguyễn Tấn Lung. Còn ông Nguyễn Tấn Cứ á, ông bình yên mà nói gì nè, ông tự cắn cái lưỡi luôn, cắn lưỡi. À, thầy ba biết những cái kỷ niệm nào mà về ông Nguyễn Vĩnh Phú, có tiếp xúc với ông Nguyễn Vĩnh Phú rồi có nghe người ta nói về ông Nguyễn Phú như thế nào? Trời, ông bực lớn mà lớn hơn ông già tôi nữa, mà tôi làm sao mà tiếp xúc được? À, không có dịp để. Ông ấy thì cay mà tôi đi ngang nó cũng tuy vậy cho tôi đi ngang là phải tôi cúi đầu chứ. À, như vậy là những cái con của ông Nguyễn Vĩnh Phú thầy ba biết ai? Biết hết à. Mà nhưng mà tôi thầm nhiều thường tiếp xúc nhiều nhất là ai? Thầy Giáo Thế. Thầy Giáo Thế, cậu Sáu. Cậu Sáu. Ổng nó chơi bình dân lắm. Dạ. Để ổng quấn thứ sắc với ông vợ tôi. Dạ. Tại nhà tôi biết có khi đánh tới ban đêm nữa. Dạ. Còn ông Nguyễn Tấn Hữu thì ông nghiêm nghị, ít có chơi với ai. Dạ, thầy Năm, cũng thầy giáo. Cũng thầy giáo. À, không biết tại sao đưa Nguyễn Vĩnh cái là ra Nguyễn Tấn Hữu. Mà ông Nguyễn Vĩnh Hữu. Ông cãi lại sao chứ nó ra Nguyễn Vĩnh không à. Dạ. Nó phân biệt vậy đó. Dạ. Còn bên... Còn nhà thầy ba biết cái kỷ niệm nào về Nguyễn Thành Hoàng? Như vậy ạ. Nguyễn Thành Lân, con của dì Tư Trâm. Mấy ông đó thì mấy ông đó là hồi còn nhỏ mà tôi 19-20 tuổi, mấy ông chừng 10 tuổi rồi. Yeah. Nhỏ hơn 10 tuổi. Yeah. Rồi cái lý do vậy nè, ở dì Rừng Sáng á ha. Yeah. Tức là cái huyện Cần Giờ bây giờ đó. Yeah. Hồi trước chế độ cũ kêu là Diêu Hải. Yeah. Mà bây giờ kêu là quận Cần Giờ. Nó cũng thuộc về thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Mà hồi đó đường xá lưu thông nó chưa có cái đường xá lưu thông, chỉ có đường lưu thông là đường thủy. Mà mỗi khi á, mỗi khi mà ở dưới mà cô Tư cũng về ra có chiếc ghe, có cái chiếc ghe rồi vẽ cái đầu rồng luôn cũng như đó, màu nó chèo không à, chèo về thằng mấy hai anh em ông Hoàng đấy đi theo còn lên chỗ ghé cái chỗ tình hình Diễn Châu quá rồi mới lên lấy được. Tôi nói mấy ông này mình được thì ở đây sao mấy ông này sang trọng quá vậy, hồi đó sang trọng là như vậy, áo sơ mi tay cụt quần sọt đó đã mười bốn dưới măng dài đàng hoàng. Ở đây chưa có nít nào vậy. Cái mặc áo bổ quần mang dài rồi. Mang dài. Sang trọng lắm rồi đó. Áo sơ mi tay cụt. Quần sọt là bỏ vô, quần dưới mang dài. Từ giờ đây, ở dưới mấy ông tắm sông quen rồi, thì Hoàng hả? Từ giờ đây cũng tắm sông nữa. Cái cầu dần á, hồi đó tôi nhảy cái xuống tôi tắm á, trời nắng này nè, nắng này là tắm thường lắm. Đúng rồi, dân ai ở xứ Dòng thì đều tắm sông Dòng hết. Tắm sông Dòng á. Tất cả mọi người ở xứ Dòng thì tắm sông Dòng. Sông giờ, sông nước trong xanh. Dạ, nước trong chứ không phải đục như bây giờ. Đâu giờ ai cầu bây giờ cầu sắt nó thấp. À, cái cầu nó thấp, nhảy lông rong rồi này kia đó. Nhảy kiểu rồi đủ thứ á, rồi bơi vô mấy cái bờ. Còn thầy Bãi Tài nha. Thì là có vợ giàu đó. Mà nó nói ngay đúng như vậy là ông thầy cai Nguyễn Vĩnh Phú mà